Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chỉ Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa đã quay trở lại. Đến hẹn lại lên vào khung giờ phát sóng quen thuộc này, anh Sa sẽ là người đồng hành, mang đến cho quý vị và các bạn những diễn biến mới nhất trong bộ truyện Chú, cháu thích lấy chồng, đến từ tác giả Hoàng Chi. Và buổi trưa hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 6 của bộ truyện này. Và để biết câu chuyện tình yêu chú cháu chênh lệch tuổi tác giữa Bảo Ngọc cùng với Đăng Quân có những tiến triển tiếp theo ra sao, thì xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa lắng nghe nội dung của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như kiếp chỉ sầu nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe nội dung chi tiết của tập 6 bộ truyện Chú, cháu thích lấy chồng, tác giả Hoàng Chi qua phần diễn đọc của anh Sa. Sau đó thì cả hai rời khỏi phòng khách sạn, lấy xe rồi đăng quân đưa Bảo Ngọc đi ăn. Anh lái xe ghé vào một nhà hàng gần đó. Cả hai ăn nhanh rồi đến chỗ công trình thi công. Đó là một căn biệt thự theo kiến trúc châu Âu. Bảo Ngọc nghe Đăng Quân nói, khách hàng là Việt kiều, bao nhiêu năm sống xa quê hương, bây giờ muốn trở về an hưởng tuổi già tại mảnh đất Tây Đô này. Cũng giống như mẹ của anh. Dù đã sống bên đó mấy chục năm Vậy nhưng cuối cùng vẫn mong ước trở về quê nhà Dù cho họ hàng nhà ngoài không còn ai cả Dừng xe ở cổng Đăng quân mở cửa xe cho Bảo Ngọc Rồi cả hai đi vào trong Ôi Nhà đẹp quá anh à Ở đây cách thành phố nên yên tĩnh nhỉ Ừ Chủ nhà khi mua đến xây dựng Công coi giống nhà em Họ thích sự bình yên sản dị Cả hai vào trong thì một người đi xa Đó là một người phụ nữ trung niên Gương mặt phúc hậu Cô giám đốc đến rồi à Cô cứ gọi cháu là Đăng Quân được rồi à Bà Hương nghe Đăng Quân nói như vậy thì mỉm cười Bà là môn Việt kiều ứng Đánh cứ theo diện bảo lãnh Vì người thân trước ngày giải phóng Đã vượt biên sang đó Sau này khi đã ổn định thì liên lạc với gia đình Rồi đưa bà sang Qua đó làm việc lầm gia đình có con cái nhưng mà đến gần tuổi xế chiều thì bà lại nhớ quê hương, vậy nên đã tìm về. Gốc ở thốt nốt, nhưng mà đến đây mua đến cất nhà. Bà về đây một mình. Con cái thì vẫn sống và làm việc tài ốm. Còn chồng đã ly dị từ lâu. Bà ở một mình cho đến bây giờ. Chồng bà thì đã có gia đình mới. Cả hai có với nhau hai đứa con, một trai một gái. Con cái lớn cũng đã có gia đình riêng. Vậy nên bà cũng yên tâm Nhà thì sông lớn, vậy là bà có ý cho cháu của mình ở cùng. Bà Hương nhìn đến Bảo Ngọc rồi nói. Thế còn cô bé này là gì với cậu vậy? <laughs> dạ, giới thiệu với cô, đây là Bảo Ngọc, bạn gái của con. Bảo Ngọc nhìn bà Hương gật đầu lễ phép, bà Hương cũng cười lại với cô. Cô bé này dễ thương xinh quá, hai đứa thật đúng làm xứng đôi vừa lứa. Bảo Ngọc nghe xong thì thèn thùng đáp. Con cảm ơn cô đã quá khen à. Đăng Quân lúc này nói. Con đến để xem cô đã hài lòng với thiết kế nội thất và khuôn viên của sân vườn chả. À? Có cần thay đổi gì thì cô cho con biết. Bà Hương rất hài lòng với thi công nội thất của bên Đăng Quân. Sân vườn thì bà muốn có thêm một cái bể để đặt tượng Phật bà quan âm. Con đến đây đi, Cô muốn thay đổi ở đây một chút Đăng Quân và Bảo Ngọc Theo bà Hương tiến vào phía trước của sân Bà Hương chỉ vào Cô muốn đạt một vật bảo quan âm ở đây Vậy nên cô nhờ bên con thiết kế Bề đỡ cho cô nhé Dạ vâng Cái này thì con sẽ cho người làm Con làm gấp cho cô nhé Bởi vì ngày tân xa sắp đến rồi Lúc đó con cái của cô về Có thêm số bạn bè nữa Và cô muốn mọi thứ phải hoàn tất Cô yên tâm đi Con sẽ bàn sao trước ngày tân xả Cô tin tưởng và hài lòng cách làm việc của con À Mà bàn ghế và số nội thân gỗ Đã có chưa vậy Bà Hương có ý tưởng riêng cho nội thất của mình Nên Đăng Quân Đã cho người thiết kế riêng Rồi gửi cho xưởng công Phát để làm Hôm trước Anh đã nhờ Bảo Ngọc đến phòng thiết kế rồi gửi đi Vậy nên sẽ hoàn thành trước ngày tân xa con sẽ liên hệ với xưởng sẽ xong trước ngày tân xa cho cô ạ à? ừ để cô nhờ cả vào con đấy mà thôi hai đứa vào trong chơi đi đăng quân muốn đưa bảo ngọc đi chơi về nên từ chối để dịp khác cô nhé, bây giờ con còn có việc à bà hương lấy làm tiếng vậy thì con lo công việc đi đến tân xa con và bạn gái phải xuống chung vui với cô đi nhé. <laughs> tất nhiên rồi à Thế thôi bọn con xin phép. Bảo Ngọc cung cúi đầu. Thưa cô cháu về à? Bà Hương vừa gầm thì đa mến Bảo Ngọc. Bà nói. Ngày thân gia cháu nhớ đi cùng cô Đăng Quân xuống đây nhá. Bảo Ngọc ngay xong chỉ đành gật đầu. Chứ cô không biết là mình đi được không. Sau đó cả hai ra xe rồi rời đi. Lúc này ở trong xe Bảo Ngọc mới nói. Em thấy cô đấy dễ gần thật đấy. ừ. Cô Hương rất thân thiện và vui tính. Nhưng mà vì sao không sống ở bên đó mà lại về đây à? À, cô Hương cũng giống như mẹ anh. Có tuổi rồi, muốn ở quê Hương hơn là xa xứ. Uhm, mà lúc nãy Tân sam cô nói em xuống cùng với anh. Em cũng gật đầu đài như vậy chứ không biết nói như thế nào cả. Bảo Ngọc nói xong thì cười, đăng quân nhìn cô. Đến lúc đó anh đem đi cùng thôi anh đi một mình cũng được mà không đâu anh muốn đi đâu cũng có em đi cùng anh muốn khoe với tất cả mọi người bạn gái của anh xinh đẹp dịu xàng như thế nào bảo ngọc nghe như vậy thì cảm thấy vui trong lòng khi người mình yêu muốn công khai đưa mình đi cùng thì chứng tỏ người đó đối với mình như một phần rất quan trọng anh nói quá làm em ngại anh không hề nói quá đâu Anh thấy là vẫn còn chưa đủ đấy Bạn gái của anh hiền lành ngoan ngoãn, Đôi khi nhong nhéo mít ướt Có một không hai với cô nói tỏ tình Chú, cháu thích Ấy Anh không được nói nữa Xấu hổ chết đi được ấy. Bảo Ngọc đưa tay che lấy miệng của đăng quân Không cho anh nói nữa Sao thế Lúc đó em nói được cơ mà Bây giờ lại xấu hổ là sao Nhìn sáng vẻ ngài ngùng e thẹn của Bảo Ngọc làm cho Đăng Quân muốn trêu cô. Còn Bảo Ngọc không biết phải nói như thế nào. Nếu như bây giờ có cái lỗ để chui vào thì hay biết mấy. Cô chỉ đành cúi đầu rồi nói. Anh gạo em á. Nhìn thấy cô như vậy thì anh không đành lòng nên cũng không trêu nữa. Thôi được rồi. Bây giờ Thanh đưa em đi chơi lễ hội nhé. Bảo Ngọc liền vui vẻ lên. Mình đi luôn à anh? Ừ, em thích không? Dạ thích. Nhìn cô mới đây ổ số về bề mình treo, vậy mà bây giờ đã hào hứng vui tươi. Nhiều khi đăng quân nghĩ, bào ngọng cũng rất dễ số. Giống như trước đây, mới buồn mới khóc, mà quay lại cười như không có chuyện gì cả. Có thể là về điểm đó mà anh thích cô. Ở cô thì đăng quân quên đi mệt mỏi hay những buồn phiền của công việc. Và cũng nhờ Duyên trở thành hàng xóm đã làm cầu nối cho hai người đến với nhau. Sao anh nhìn em vậy? Đăng quân vì giọng nói của Bảo Ngọc mà giật mình bưng tỉnh khỏi suy nghĩ trong đầu. Anh chỉ thấy là mình may mắn khi được ông tơ xe duyên với em. Uhm, phải chi anh cùng mẹ về sớm hơn thì không chừng bây giờ anh và em đã có con để nựng rồi đấy. Bảo Ngọc nghe như vậy thì cười. cười. Anh thích có con như vậy à? Mà em sợ là anh chưa được bồng con thì đam gớ lệnh rồi đấy. thế gì? Tại sao? Bởi vì anh quan hệ với trẻ về thành niên. Đăng quân hiểu ra thì cười. Thì xong trời đã chọn thời điểm thích hợp nhất để cho anh và cô gặp nhau. Vì khi biết Bảo Ngọc thì cô chưa tròn 18 tuổi. Nếu như gặp sớm hơn thì cô còn rất nhỏ. Vậy cho nên anh và em là gặp đúng người và đúng thời điểm đấy đang quân đưa tay nắm chặt lấy tay của Bảo Ngọc như thế Chẳng có gì có thể tách rời hai người họ được Anh và em sẽ nắm tay nhau để đến cuối của đoạn đường tình yêu anh nhé Ừ Sẽ không bao giờ buông tay Cả hai nhìn nhau rồi cùng gật đầu mỉm cười Vì lời hứa hẹn trăm năm Gia Bảo không về nhà và cũng không biết phải đi đâu Không hiểu thế nào mà Sa Bảo lái xe đến một ngôi chùa Trên người có mùi bia bởi vì uống lúc nãy ở quán Bước xuống khỏi xe Anh đi vào bên trong Đến trước phần quan âm lớn ở trước sân chùa Gia Bảo đã quỳ xuống Mẹ ơi Tại sao mẹ lại không dẫn Gia Bảo theo Mà lại để con ở lại một mình Con mệt mỏi và khổ sở quá mẹ Con là Gia Bảo sao Sư cô Hành Mang kinh đến cho chùa này Vừa đánh xa về thì lại vô tình nghe lời nói của Gia Bảo. Sư cô Hạnh nhìn anh mà nghi ngờ. Đây phải chăng là đứa bé ngày đó mình đã chăm sóc cho đến khi được gia đình bà Vân nhận nuôi. Kể từ lúc đó thì cũng không còn gặp lại nữa. Dù bây giờ anh đã khôn lớn nhưng mà vừa nhìn thì bà đã có gì đó cảm thấy thân quen. Gia Bảo nhìn sư cô Hạnh hỏi trong tình trạng không mấy tỉnh táo. Bà biết tôi à? Con đúng thật là Sa Bảo à? Đúng. Tôi tên là Sa Bảo. Lúc này thì Sư Cô Hành không kiềm được xúc động mà khóc. Sa Bảo thì không hiểu chuyện gì cả. Bia đã thấm vậy nên anh gục ngay trước tượng phần Quan Âm. Sư Cô Hành lo lắng đỡ lấy anh. Sa Bảo, Sa Bảo à, con sao vậy? Người được mùi bia toan xa từ trên người của anh. Sư Cô Hành cũng hiểu nguyên nhân. Sao lại uống nhiều như vậy? Sau đó sư cô Hành đã nhờ người trong chùa Phụ đưa Sa Bảo vào bên trong để nghỉ ngơi Đăng quân đưa Bảo Ngọc đến lễ hội bánh dân gian Nam Bộ Vừa đến nơi thì cô đã không kìm được mà ồ lên Ôi đẹp quá Đăng quân ở bên cạnh nhìn biểu cảm đó của cô Thì đôi môi nở ra nụ cười Còn ánh mắt tràn ngập tình ý Xem em kìa Vui vẻ chưa <laughs> Anh à mình vào trong đi Đăng quân đưa tay mình ra để cô nắm Bảo Ngọc vừa sơ tay lên Đành đặt lên tay của anh Thì bỗng nhiên một người từ đâu chạy đến Do quá nhanh thế nên đã đâm vào Bảo Ngọc Làm cho cô trao đảo Ngay khi tưởng là mình đang ngã Thì lại có vòng tay sắn chắc ôm lấy eo của cô Đăng quân đã nhanh chân đến đỡ lấy người cô Em có sao không? Bảo Ngọc sau khi bình ổn trở lại thì nói um, Em không sao Người đồng chống Bảo Ngọc là một cô gái còn khá trẻ. Biết là mình có lỗi vậy nên đã lên tiếng. Ờm, uhm, chị à, cho em xin lỗi nhé. Em vô ý quá. Bảo Ngọc cũng không muốn làm khó cô gái. Cô cũng không bị sao cả vậy nên cô đáp. Không sao đâu. Lần sau thì em nên chú ý chút nhé. Em biết rồi ạ. À. Sau đó cô gái cũng đi vào bên trong lễ hội. Đăng Quân cũng nắm tay Bảo Ngọc. Em đấy. Không được rời khỏi tay anh biết chưa Không thì lại bị người khác đụng trống đấy Biết là anh lo cho mình Vậy nên bảo Ngọc ngon ngoán Lúc này Cô lồng năm ngón tay vào tay của anh rồi nói Em nắm chặt đây rồi Không dễ gì rời xa được đâu Mình vào trong đi anh Em ngửi được mùi thơm của bánh rồi đấy Đăng quân nhìn cô cười rồi đi vào bên trong Cả hai đi ngang qua không gian Đàn ca tài tử có một cô tuổi trông nên Đang hát giọng ngọt như mía lùi Bao Ngọc tôi là người trẻ Nhưng mà cũng bị thu hút bởi giọng ca của cô Ôi anh à Cô ấy hát hay quá Đối với Đăng Quân Đơn ca tài tử là một thứ rất xa lạ Nhưng mà khi nghe Anh đã bị thu hút ngay Sự ngọt ngào bình dị của loài hình văn nghệ này Đã mang đến cho anh một ấn tượng khó quên Lần đầu anh nghe đấy Hình như đây là đặc trưng của miền Tây anh nhỉ? Sao em biết? <laughs> Google không tính phí mà. Bảo Ngọc cười lém lệnh nói, Đăng Quân cũng đáp lại. Anh không có nhiều thời gian để mà lướt xem tin tức này kia, nên không biết được. Anh là giám đốc nên bận cũng phải thôi. Mà những điều này em biết lâu rồi, nên nhớ. Chứ từ khi đi du học thì em phải... Um, học rất là nhiều, Ngoài học ra thì cũng chỉ có học thôi <laughs> Học là tốt Nhưng mà cũng phải dành thời gian thời gian chứ Bởi vì em muốn hoàn thành nhanh khóa học Để về gặp anh đấy Ôi Tại hàn gì lúc anh qua toàn thấy em ở trường cả ngày ấy Bảo Ngọc nhìn Đăng Quân ừ? Anh sang lúc nào? Đăng Quân vô tình lỡ lời mà tiết lộ chuyện Mình từng sang thăm cô Hiện tại cả hai cũng đã yêu nhau Vậy nên anh cũng không cần phải xấu nữa Thật ra thì lúc em đi học Anh đã vài lần qua thăm em Nhưng mà cũng chỉ là âm thầm nhìn từ xa thôi Bảo Ngọc nhớ lại lúc đó Ở bên nước ngoài Đã nhiều lần có cảm giác có người theo dõi mình Dù không thấy ai cả Xong có một chút sờ vậy nên Cô đã chạy nhanh về nhà Bây giờ nghe anh nói như vậy thì cô đã hiểu ra Đó là anh Anh có sang thăm cô Vậy mà cô lại không hề hay biết gì cả Nhưng mà vì sao anh lại không cho cô nhìn thấy Bảo Ngọc bây giờ rất muốn biết nguyên nhân Vậy nên đã hỏi Anh đã cất công qua thăm em Vậy thì tại sao Lại không xuất hiện trước mặt của em vậy Nếu như nhìn thấy anh Thì em sẽ không biết là mình vui thế nào đâu Nhiều khi nhớ anh Mà em chỉ biết ngồi cửa sổ Nhìn lên bầu trời xa rồi tự hỏi Bây giờ anh đang làm gì Có còn nhớ đến em hay là đã quên Đăng quân nghe cô nói như vậy Không kìm được mà ôm cô vào lòng Từng trải qua nỗi nhớ vô hình dày vò Vậy nên anh biết cảm giác lúc đấy của cô Dù khi đó Anh không biết tại sao mình lại như vậy Vì nhớ cô Mà có lúc không có công tác Anh vẫn bỏ công việc Chỉ để bay một chặng đường dài nhìn cô rồi thôi Bây giờ thì đã rõ Vì anh yêu cô nên mới làm như vậy Vì anh không muốn làm cho cuộc sống hiện tại Đang ổn của em bị xáo trộn Nhất là ảnh hưởng đến việc học hành của em Vậy nên Chỉ có thể lặng lẽ Dõi theo em suốt đoạn đường từ trường về nhà thôi Bào ngọng trong lòng của Đăng Quân đã rơi nước mắt Cô cứ nghĩ là anh sẽ quên cô Vậy nhưng đâu ngờ rằng Anh đã từng rất gần cô Sự quan tâm chu đáo thầm lặng của anh Khiến cô cảm động Nếu nhà em biết Anh sang đó thì có lẽ Em sẽ không thể học được nữa Em sẽ bỏ tất cả mà trở về vì lý do đó cho nên Em không để gia đình sang thăm Cũng không dám hỏi thăm Tìm kiếm số điện thoại của anh Bởi vì em sợ Không kiềm chế được lòng mình ấy Đằng quần nghe những lời cô nói Thì mới biết cả anh và cô Đều có những chất chứa trong lòng Không thể sai bậy Anh cảm thấy thương cô vô cùng Khi mà tình yêu của cô đối với anh lớn như thế Và anh tự hứa Sẽ quý trọng giữ gìn Bố đắp lại cho cô bằng nửa đời về sau anh sẽ trải thảm Nắm tay cô bước đi Để cô rời khỏi người mình Đăng quần đưa tay nhẹ lau đi Gió nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt Anh nói Bây giờ thì anh và em đã bên nhau rồi Những gì của trước kia Đừng nhắc lại nữa Không Nếu như anh không nói thì làm sao em biết Anh đối với em cũng giống như em đối với anh chứ Anh thấy mình thật ngốc Vậy mà khi đó còn chưa nhận ra mình yêu em Để đến tận bây giờ Bảo Ngọc cười rồi nói <cười> Bây giờ thì sao Bây giờ cũng đâu muộn đâu anh Đúng là không muộn Nhưng mà anh chỉ cảm thấy tiếc thôi Nhưng mà không sao Anh và em vẫn còn cả con đường dài phía trước cơ mà Mình sẽ bên nhau anh nhỉ à? Đăng quân sơ tay của mình Đang nắm chặt bàn tay của Bảo Ngọc lên rồi nói dù cho em có muốn thì anh cũng không buồn đâu Nhìn anh cô mỉm cười hạnh phúc <cười> Anh có muốn Em đây cũng không cho đâu <laughs> Anh biết rồi Bây giờ anh đưa em đến phía trước xem tiếp nhé Dạ vâng Cả hai tay trong tay đi về phía trước Có rất nhiều săn hàng Bày bán món bánh đặc trưng của họ Nào là bánh tét, bánh xèo Đang đổ nóng hổi Bánh chuối, bánh ít trần Với năm màu sắc, bắt mắt khiến cho người nhìn thấy đã muốn thử ngay bảo ngọc cũng không phải là ngoài lệ cô chỉ tay em muốn ăn bánh đó bánh đó nữa cả bánh kia nữa đăng quần ở bên cạnh cười rồi nói em không sợ mập à bánh ngon như vậy không ăn thử thì sẽ là một tiếc nuối trong cuộc đời này vì vậy em sẵn sàng tăng thêm vài gam thịt chỉ để thưởng thức chúng thôi chứ không phải là vài gam mớ à Bảo Ngọc lừa manh Em đã nói tránh rồi Mà anh có cần phải nói thẳng ra như vậy không Ở thế không ăn nữa à Ai bảo không ăn Anh cứ đi mua đi Em ăn hết cho anh xem à, Được rồi Thế em đứng ở đây đợi nhé Để anh vào mua Bảo Ngọc gật đầu Anh đi đi à, Mà thôi Em theo anh đi luôn đi Tôi cũng khéo tí nữa Em lạc mất thì anh biết làm sao đây anh làm cứ như em là trẻ con ấy ờ, Thì cũng sống giống như vậy đấy Bảo Ngọc ngay xong thì chua môi lên Rồi làm đúng Anh này thì Anh đang khen em mà Tại em không thấy là trẻ con rất dễ thương và đáng yêu à Bảo Ngọc ngay như vậy Thì liền cười vui vẻ Sau đó cả hai vào thưởng thức bánh Đi một vòng lớn Mỗi nơi cả hai đều ghé vào ăn thử một chút Giờ đây thì Bảo Ngọc đã no căng cả bụng Chân cũng mỏi Cô khom xuống đặt tay lên đầu gối Ôi Nó quá Em đi hết nổi rồi ấy Thế ai bảo em ăn ít quá để làm gì Em ăn ít thật mà Mỗi loài ăn có tí xíu ấy Thế từ nay đến giờ em thử bao nhiêu loài rồi Bao ngong bấm tay rồi tính nhầm Một, hai, ba Mười, mười lăm Sau đó cô cười rồi nói À, Hình như là hai mươi mấy loại Ừ, ít ghê Bảo Ngọc ngờ ngùng về biết là Đăng Quân đang trêu mình cô liền nhóm nhéo Thế tại bánh ngon mà anh Tôi bây giờ có muốn ăn nữa không? Thôi, em no rồi ấy Sau đó lại nói tiếp À, mà còn mấy món em chưa thử Hay là mình mua về khách sạn ăn đi anh Nữa à? Đi mà, em năn nỉ đấy Đăng quân bất lực trước của người yêu Chiều thua em đấy Thôi được rồi để anh mua Mà Ai bảo anh yêu em làm gì Được như ý Bảo Ngọc vui ngay Cô nhón chân hôn một cái lên má của anh Sau cô thấp hơn anh một cái đầu Cô nói Yêu anh nhất đấy Được hôn Đăng quân không giấu được hạnh phúc Xem em nành ghê chưa kìa Đâu có Em yêu thật má Thôi đi mua nhanh mình còn về anh Em mệt rồi ấy. Được rồi đợi anh một lát Đăng quân mua thêm mấy món bánh Theo ý của Bảo Ngọc nữa Rồi cả hai rời khỏi lễ hội bánh Khi đã có những khoảnh khắc vui vẻ hạnh phúc bên nhau Khi xe chưa về đến khách sạn Thì Bảo Ngọc có điện thoại Lấy ra xem thì là số ở nhà Cô liền nghe máy Alo con nghe đi ạ à? Ở bên kia bà Vân lên tiếng con đến nơi chưa Công việc thế nào rồi Đang uống gì chưa Con đến lúc 10 giờ rồi mẹ Công việc thì cũng đã xong rồi Con gái của mẹ đang lo no căng cả bụng đấy Vậy là đồ ăn dưới đó hợp với con gái của mẹ rồi Mà khi nào con về Chắc là ngày mai Nhưng mà cũng chưa biết lúc nào mẹ Ừ thế mẹ gọi hỏi thăm con chứ Cũng không có gì cả đâu Dạ vâng Mẹ muốn ăn gì không để con mua Thôi Nhà có thiếu gì đâu Con đi công tác mà ở đó mua đồ gì không biết Đồ đây ngon lắm mẹ Để mai đi chợ nổi cái răng Con xem có gì ngon là Rồi mua về làm quà cho cả nhà nhé Ta đi sông nước Thì nhớ cẩn thận đấy Mà con đi vai vậy Bảo Ngọc nhìn qua Đăng Quân cười rồi trả lời <laughs> Con đi với sếp mẹ Ừ, vậy thôi, con nghỉ ngơi sớm đi nhé. Dạ vâng, con tắt máy đi. Tắt máy rồi thì Bảo Ngọc nói với Đăng Quân, dù anh chưa hỏi. Là mẹ em gọi cho em. Cách mẹ quan tâm hỏi Hàn, chẳng trong nhà em là cô công chúa của ba mẹ nhỉ? Nếu như là gì khác thì Bảo Ngọc sẽ không có gì để khoe. Nhưng mà đối với gia đình thì cô tự hào khi được ba mẹ cùng anh hai thương yêu. Ừ, chứ sao nữa. Tại anh không thấy em dễ thương à? Cả ba mẹ và anh trai cũng thương em cái. Đăng quân thấy trong nhà của Bảo Ngọc có người con trai trạc tuổi anh vào buổi sáng khi đi làm. Và anh cũng đoán đó là anh của cô. Bây giờ nghe cô nói như vậy thì quả đúng. Nếu như anh có cô em gái như em thì anh cũng sẽ thương thôi. Vậy nếu như em là vợ của anh thì sao? Đương nhiên là thương. Đổi vợ lên đầu luôn ấy. Ừm. Cơ, có hay không mà nói như vậy đấy Có chứ Ta em không nghe đổi vợ lên đầu trường xanh bất tử à <laughs> Cái đó mà anh cũng tin à Câu này có từ lâu chắc là có thật đấy à, Thế đăng quân anh bao nhiêu tuổi rồi 38 Đã đến tuổi đó rồi mà vẫn còn ngốc như vậy à <laughs> Vì yêu em anh nguyền trở thành một tên ngốc mà Bảo Ngọc thấy trước kia anh rất kiềm lời Vậy nhưng bây giờ đã khác Không chỉ nhây Lại còn vui tính hóm hỉnh Ở bên anh cô chỉ cười mãi thôi Đúng là với người yêu thì mạnh mãi không bao giờ lớn Cô này rất hợp với anh Bảo Ngọc từ đầu vào vai của anh Cô chẳng có ước ao gì cao xa Chỉ muốn được cùng anh xây dựng Gia đình nhỏ hạnh phúc Và đó cũng là điều ước sinh nhật năm 18 tuổi Cô đã cầu nguyện ở biển Vũng Tàu Gia Bảo từng dậy thì thấy mình ở trong căn phòng xa lạ. Còn đang không biết là mình ở đâu thì sư cô Hành từ ngoài đi vào. Thấy anh thì bà hỏi. Con dậy rồi à? Gia Bảo nhìn sư cô Hành, một người xa lạ rồi hỏi. Um, đây là đâu vậy à? Đây là chùa. Lúc sáng gặp con nằm ở trước tượng Phật nên sư đưa con vào đi ngủ đấy. Gia Bảo nhớ lại do tâm trạng không tốt đã đi nhậu một mình. Sau đó từ quán đi ra Anh không biết đi đâu Sau đó thì lại vào một ngôi chùa Mà mình đã nhìn thấy ở trên đường Nhớ lại từng hai bà Vân nói Mẹ mình được gửi vào chùa Thế nên Sa Bảo đã bộc bạch nỗi lòng mình nơi cửa Phật Con xin lỗi đã làm phiền sư Không sao đâu Con ăn chút cháo đi Lúc này thì sư cô Hành đưa chén cháo cho Sa Bảo Lần đầu tiên cảm nhận được sự quan tâm đến từ một người xa lạ nhưng mà khiến cho Sa Bảo cảm thấy như đã thân thiết từ lâu. Con cảm ơn sư. Không có gì, con ăn đi cho nóng. Sa Bảo cũng cảm thấy đói. Buổi sáng anh uống nhiều chưa không ăn được là bao. Món cháo đưa lên miệng, dù chỉ là cháo trắng nhưng mà anh cảm thấy rất ngon. Rất nhanh thì Sa Bảo đan hết chén cháo. Cháo ngon thật đấy à? Con cảm ơn sư cô rất nhiều. Con rất ai nấy khi đã đến nơi cửa Phật thanh tịnh trong bộ sáng không tỉnh táo rồi lại còn làm phiền sư nữa. Sư cô Hành cầm lấy đem đến bàn sau đó đáp. Con đừng nói như vậy. Cửa Phật là nơi để mọi người tìm đến tịnh tâm. Phật thì không phân biệt ai cả. Bất kể ai có lòng với Phật thì Phật đều không bỏ rơi. Dạ vâng. Cũng tối rồi con xin phép về để sư còn nghỉ ngơi. Sa Bảo đứng dậy đành rời đi thì sư cô Hành cất tiếng. Sa Bảo này! Có hơi bất ngờ khi sư biết tên mình vậy nên Sa Bảo hỏi. Ờ, sao sư biết tên con? Sư cô Hành liền giải đáp thắc mắc. À, lúc đưa con vào đây sư có hỏi vậy nên mới biết tên con. Sa Bảo nghĩ trong lúc đấy mình còn nghe được nên đã trả lời. Sa vâng à, mà lúc này sự gọi con có gì không ạ à? sư chỉ muốn nói trong cuộc sống đôi lúc chúng ta sẽ gặp những chuyện không như ý Phạm những ai trên đời này đều cũng sẽ trải qua vậy nên con đừng quá đặt nặng để rồi không thông nhất là tìm đến men sầu để giải sầu con chỉ có thể quên khi mà con say nhưng mà lúc tỉnh thì đâu lại vào đấy nó không giúp con giải quyết được gì cả có khi lại trở thành thứ hai con. Vậy nên sư muốn khuyên con. Dù có gặp điều gì thì hãy bình tâm suy nghĩ, tìm cách giải quyết. Sao bảo cảm kích lời dạy của sư cô Hành? Con biết rồi à. Con cảm ơn sư cô nhiều lắm. Không có gì đâu. Sư chỉ muốn tốt cho con. Con được như hiện tại, đó đã là may mắn. Sư chỉ muốn con có cuộc sống bình yên hạnh phúc thôi. Gia Bảo nghe những lời sư cô Hành nói cảm thấy cơ như sư biết được cuộc đời của mình vậy. Anh nghĩ chắc là do người tu hành nên có những suy nghĩ thấu hồng trần. Vì vậy, vậy mới có những lời nói đó. Anh một lần nữa cảm ơn rồi xa về. Còn sư cô Hành nhìn Gia Bảo rời đi thì tự nói. Bây giờ thì con đã lớn thật rồi. Không còn là cậu bé không đòi mẹ nữa. Sư thương con nhưng mà cũng không thể nhìn con như vậy rồi từ làm cuộc sống của con bị xáo trộn. Sự chỉ mong cuộc đời của con sẽ luôn bằng phẳng xuân sẻ. Tuổi thơ của con chịu nhiều thiệt thòi, vậy nên bây giờ con hãy hạnh phúc bên gia đình mới, cùng với ba mẹ của con nhé. Đăng quần lái xe để bảo Ngọc về khách sạn, lên phòng thì đã gần 8 giờ tối. Một ngày đi chơi, rất vui, rồi lại còn được thưởng thức bánh ngon. Bây giờ bảo Ngọc đã thấm mệt. Vừa vào phòng cô đã nhảy ngay lên giường nằm. Đăng quân lại đặt bánh lên bàn rồi đi đến bên giường ngồi xuống. Mệt à? Bảo Ngọc làm núng. Ừ. Tử Tứ qua môn giá rời rồi đây. Nhất là hai cái chân mỏi ơi là mỏi ấy. Thế có cần anh xoa so bóp không? Thật á? Thật. Nhưng mà em đi tắm trước đi cho khỏe. Lan nữa anh mát xa cho. Ôi. Em lười tắm quá. Trăng ở sơ ngủ quá Đăng quân nghe xong Đưa tay sơ lên má của cô cưng chiều Rồi nói Thế hay là anh bế em đi tắm nhé Bảo Ngọc nghe xong nhanh chóng Ngồi bật dậy Thôi em tự tắm được Em đi đây Nói xong thì cô bước nhanh xuống giường Lấy đồ rồi vào phòng tắm Đăng quân nhìn theo cô mỉm cười Tranh thủ đợi cô tắm xong Thì Đăng quân lấy máy tính ra để làm việc Tầm gần nửa tiếng thì Bảo Ngọc đã tắm xong. Cô mặc chiếc váy ngủ hoạt hình rất dễ thương. Tóc ướn so vừa mới gội. Cầm khăn vừa lau tóc, cô đi đến chỗ của Đăng Quân. Anh làm gì vậy? À, anh xem tài liệu một lát. Ừ, uhm, dạ vâng. Anh đi tắm đi. Đăng Quân ngay xong thì cũng gấp máy tính lại. Sau đó, vòng tay ôm eo của Bảo Ngọc kéo cô ngồi lên đuổi của anh. Tựa đầu lên vai cô do tóc ướt Những giọt nước nhỏ trên mặt của anh Mang theo mùi hương nhẹ của hương xà phòng Tóc em vừa mới gội Sẽ làm anh bị ướt đấy Không sao đâu lần nữa anh cũng tắm mà Tóc em thơm thật đấy Đằng quần cuối sát xuống gáy của cô Chạm vào làn da mềm màng Có một chút lạnh Vì cô vừa tắm xong Bận giác Anh đặt môi hôn lên Bảo ngọc dùng mình Và hành động đó của anh Không dừng lại anh tiếp tục hôn dần xuống Giống như thỏi nam châm Hút lấy khiến cho anh không thể nào rời khỏi Cả cơ thể của Bảo Ngọc trở nên căng cứng Cô chân mình chịu đựng sự kích thích đó của anh Cho đến khi chạm đến giới hạn cuối cùng Thì lý trí của Đăng Quân cũng bừng tỉnh Anh rời khỏi người cô Gương mặt lúc này đỏ bừng Bảo Ngọc thì thèn thùng không dám nhìn thẳng vào mặt của anh Anh đi tắm nhé Dạ vâng sau đó thì đăng quân đứng dậy lấy đồ bước vào phòng tắm Khi cánh cửa đóng lại thì bảo Ngọc thở hắt ra Giây phút lúc nãy cô gần như không dám thở Cô cứ tưởng là mình và anh đã vượt quá giới hạn Nhưng mà may anh đã dừng lại Lâu tóm xong cô đi đến cửa sổ Làn gió nhẹ thổi vào mặt làm cho cô cảm thấy có một chút lạnh Cô chống cằm mơ mộng nhìn về phía xa xăm Đăng quân tắm xong đi ra thì không thấy bảo Ngọc ngồi ghế nữa Nhìn xung quanh thì thêm cô đang ở chỗ cửa sổ. Anh tiến đến nhẹ nhàng ôm lấy. Sao lại đứng ở đấy? Đặt tay lên tay của anh bảo Ngọc đáp. Em đứng ở đây hóng mát thôi. Tối rồi đấy. Em đi vào trong đi kẹo lạnh. Em xem đi. Cả mặt lạnh hết rồi đây này. Bảo Ngọc cũng cảm thấy hơi lạnh Thế nên quay vào phòng Cô buồn ngủ quá Vậy nên cứ ngáp ngắn ngáp dài Đăng Quân thấy như vậy thì nói Thế em ngủ sớm đi Hôm nay đi nhiều chắc làm em mệt lắm rồi đấy Nhìn trong phòng chỉ có một cái giường Và nếu như để anh ngủ trên ghế sofa thì không được Đăng Quân thấy Bảo Ngọc im lặng thì hiểu ý mà nói Em ngủ trên giường đi Anh ngủ trên ghế Nhưng mà ngủ trên ghế đau lưng lắm Giường cũng sợm. Anh cứ lên ngủ đi Anh bên em nhé đã nói trước đó nên đăng quân không muốn cô nghĩ là mình có ý cơ hội gì cả ngủ một đêm cũng không sao đâu em đừng lo bảo ngọc trong lòng không đành lòng để anh ngồi trên ghế cô cũng hiểu bản tính quân tử của anh vậy nên hoàn toàn tin tưởng bây giờ cô chỉ đành về lý do để anh không từ chối anh lên giường ngủ đi ở đây là ngủ một mình em cũng sợ ấy Đăng quân thật thà nghĩ sao nói vậy Lúc đi học Em cũng chỉ có một mình cơ mà Nhưng mà Chưa khác bây giờ khác Anh cứ lên giường ngủ đi Sao mà nói lắm quá như vậy không biết Bảo Ngọc cáo tay Đăng Quân ép anh lên giường Còn cô thì cũng lên giường Nằm một bên rồi cáo chăn lên đám Em ngủ bên này Anh ngủ bên đó ừ, Thôi em mệt rồi em ngủ đây Nói xong thì Bảo Ngọc quay lưng về phía anh rồi nhắm mắt lại. Đăng Quân không biết làm sao cho phải. Cuối cùng Thanh cũng nằm xuống bên giường. Anh nghĩ anh và cô tuy rằng ngủ chung giường, nhưng mà không làm gì thì cũng không sao đâu. Bảo Ngọc thì vẫn chưa ngủ ngay. Nhận thấy phần nềm lún xuống, cô biết là anh đã nằm rồi, thế nên yên tâm chìm vào giấc ngủ. Đăng Quân nghiêng người qua nhìn Bảo Ngọc. Lắng nghe hơi thở đều đều của cô đoán rằng cô đã ngủ say Đành đưa tay ôm lấy cô Nhưng mà dù anh đã rút tay lại Đặt hai tay lên bồm của mình Rồi đăng quân cũng chìm vào giấc ngủ Sa bảo rời khỏi chùa thì đi thẳng về nhà Bà Vân Thê tối rồi mà Sa Bảo chưa về thì có một chút lo lắng. Bà nói với chồng. Sao tối rồi mà Sa Bảo vẫn chưa về nhỉ? Chắc là công việc chưa xong ấy mà. Ngày nghỉ mà còn phải đi làm về chế như vậy tôi không hiểu công ty đó làm sao nữa. Đã làm việc thì phải có trách nhiệm. Đâu thể nào nói ngày nghỉ thì sẽ nghỉ đâu. Lúc này bên ngoài cổng nghe tiếng xe. Ông Tường lên nói. Chắc là nó về đấy. Nói xong chưa đến vài phút thì Sa Bảo đã bước vào. Ba, mẹ, con mới về. Bà vẫn nhìn thấy sắc mặt của Sa Bảo không được tốt nên quan tâm. Con mệt à? à, ừ, dạ, có một chút à Tụi con lên tắm cho khỏe đi Rồi mẹ xòn cơm cho ăn Không cần đâu mẹ à, Con ăn bên ngoài rồi Ừ thế thôi con xem rồi nghỉ sớm đi nhé Dạ vâng ạ à, Con xin phép ba mẹ lên phòng Gia Bảo vừa bước lên cầu thang Thì dần chân quay người lại hỏi Bảo Ngọc có nói khi nào về không ạ à? Bà Vân lên tiếng trả lời Em con nói là ngày mai về Nhưng mà cũng chưa biết lúc nào cả Dạ vâng Bà Vân từ lúc suy nghĩ chuyện Sa Bảo có tình cảm với Bảo Ngọc Thì bà cứ luôn để ý Mỗi khi Sa Bảo quan tâm đến Bảo Ngọc Thì bà lại lo lắng Ông Tường chung sống với vợ mấy chục năm Nên vừa nhìn thì ông đã nhận Sa bà có tâm sự Em có chuyện gì sao? À, không có gì đâu anh Mà em thấy là con vất vả nên sót thôi làm việc thì phải như vậy Huống hồ sẽ lại làm không cho người ta Thì cũng bởi vậy nên em muốn xa bảo về phụ tranh đấy Thôi Chuyện đấy cứ để theo ý con đi Con lớn rồi có suy nghĩ riêng của nó Cũng không nên xen vào làm gì Bà Vân nghe chồng nói như vậy Thì cũng không nói nữa Sau đó cả hai cùng lên phòng nghỉ ngơi Sáng sớm Nhưng tia nắng dịu nhẹ lên lòi vào trong căn phòng Làm cho Bảo Ngọc tỉnh giấc Cô không nghĩ là đã sáng như vậy Vơn vai sau một đêm dài ngon giấc Lúc này cô nhận ra bên giường Không thấy đăng quân đâu cả Nhìn xung quanh thì cô bắt gặp anh Đang ngồi trên ghế sofa Dán mắt vào máy vi tính Bước xuống giường Bảo Ngọc đi đến Anh dậy lâu chưa mà đã làm việc rồi Đăng quân thức dậy tới rất sớm Nhìn cô ngủ ngon nên không nỡ đánh thức Cả đêm qua anh chẳng khác nào Một cái gối ôm để cô gác cả Tranh thủ lúc cô còn ngủ Anh đã phê duyệt một vài giấy tờ Bây giờ thì cũng đã sắp xong Anh cũng mới dậy thôi Em đi làm vệ sinh cá nhân đi Rồi anh đem sang ngoài ăn Sau đó thì mình đến chợ nổi nhé Ngày hôm nay Đăng Quân sẽ chở cô đến chờ nổi cái xăng để tham quan Sau đó thì mới trở về thành phố Dù hôm qua đã mệt Nhưng bây giờ nghe đi chơi tiếp Cô háo hức ngay Vậy anh đợi em một lát nhé Đăng quân nở ra nụ cười ấm áp. Ừ, em đi đi. Bảo Ngọc đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, sau đó thì tắm tám thay đồ. Đăng quân ở bên ngoài lo làm nốt công việc cho xong. Một lúc sau đó khi Bảo Ngọc trở ra thì anh đã xẹp hết tất cả. Xong rồi anh. Ừ, bây giờ mình đi luôn nhé. Anh đợi em một lát. Bảo Ngọc đến chỗ tôi sáng lấy son ra thoa, rồi tiến đến khoát tay lên tay của anh cười nói Mình đi thôi anh Em đang rất nôn nóng để đến chờ trên sông Không biết ở đó họ buôn bán sao rồi Em đồng thấy họ để trên ghe rồi có cây bèo để quảng cáo chào hàng ấy Đăng Quân vừa nghe cũng cảm thấy tò mò đối với chờ trên sông Nghe em nói anh cũng rất muốn xem cho biết đấy Vậy thì mình đi ngay đi anh nhưng mà anh đem đi ăn sáng trước đã Ở đó là chợ Chắc là có bán đồ ăn đấy Nghe cô nói cũng có lý Vậy nên đăng quân đồng tình với ý kiến Là đến chợ cho ăn luôn Cả hai rời khỏi khách sạn Sau đó lên xe đến chợ nổi cái xăng Rất nhanh thì hai người đã xa đến chợ Tìm nơi đầu xe xong Thì theo hướng dẫn của người dân khu vực đó Phải di chuyển bằng ghe để sang ngoài chợ Đăng quân đã tìm thuê một chiếc Để chờ mình và Bảo Ngọc Lần đầu đi sông nước về nên cô có hơi sợ Cứ nắm chặt lấy tay của đăng quân Khi đã ngồi yên trên ghe rồi Thì cô lại thích thú Khi mà chiếc ghe từ từ ra sóng Đi ra giữa sông Mới sáng về nên trời vẫn còn mát mẻ Chưa nắng cho lắm Gió cùng với hương về đặc trưng của miền sông nước Khiến cả cô và anh có được sự trải nghiệm Lần đầu khó quên Khi đã đến gần những chiếc ghe buôn bán Thì cả hai mới thấy Trên chiếc ghe của người bán Có treo một cây ngang Phía trên máng rất nhiều loài trái cây Bảo Ngọc đoán chắc đây là cây bào Vậy nên đã nói với Đăng Quân Anh à Đó là cây bào để người bán quảng cáo mặt hàng mình bán đi anh Đăng Quân nghe xong hơi thắc mắc Vậy nên hỏi Tại vì sao họ không để bằng hiệu mà phải treo lên như vậy Lúc này thì người lái ghe chờ cả hai lên tiếng giải thích Bởi vì đây là trên sông Vậy nên nếu như để bằng hiệu hay treo băng xôn Sẽ rất khó nó sẽ vương gió Tiếng xeo thì bị tiếng máy nổ của xuồng gai lớn át Cùng với tiếng sóng vỗ y ập ý Cả hai ngày xong thì đã hiểu Bảo Ngọc hỏi lại Thế là họ bán gì thì sẽ treo như vậy à chú? Cây bèo có bốn nguyên tắc Một treo gì bán đấy Tiểu thương sẽ treo những thứ mà ghe thuyền có bán để khách hàng dễ dàng tìm thấy và đến mua. Thứ hai, treo mà không bán. Không chỉ là phương tiện đi lại chở hàng buôn bán. Ghe thuyền còn được xem là ngôi nhà, nơi sinh sống của gia đình tiểu thương. Chính về vậy, trên đây sẽ treo quần áo và vài vật dụng sinh hoạt. Đây là thứ treo mà không bán. Thứ ba, không treo mà bán. Ngoài các mặt hàng trái cây và nông sản, thì có những ghe thuyền nhỏ len lỏi bán đồ nước uống phục vụ các khách tham quan chợ và người dân địa phương. Những chiếc ghe như thế này thường không dùng cây bèo mà sử dụng kèn bấm để tạo sự chú ý, thu hút khách hàng. Thứ tư, trao cái này bán cái khác. Những chiếc ghe xuồng được bán xem cắm cây bạo, có tấm lá lợm hoặc làm tàu lá dừa. Đây là trường hợp trao cái này bán cái khác, hay còn gọi là bạo lá bán ghe. Bảo Ngọc cùng với Đăng Quân chăm chú lắng nghe, như được mở mang thêm kiến thức. Cả hai không ngờ rằng ở đây có những điều thú vị đến vậy. Lúc này có tiếng còi bấm ở đằng trước của chiếc ghe nhỏ đang chạy đến. Bảo Ngọc nhớ đến lời chủ ghe chở mình vừa nói về nên quay sang đăng quân. Hình như ghe đó bán đồ ăn anh nhỉ? Mình ghé vào ăn đi. Đăng quân liền nói với người lái ghe. Chủ tấp vào cạnh ghe phía trước cho chúng tôi ăn nhé. Tôi biết rồi, cô cậu cứ ngồi yên đi. Sau đó lái ghe từ từ đến gần chiếc ghe bán đồ ăn. Trên ghe Bà chủ còn rất trẻ Mặc chữ áo bà ba đầm chất nam bộ Bà chủ gần gũi chào mời Thế hai em ăn gì? Ghe chỉ có hủ tiếu, bánh canh và cháo Đăng quân hỏi bảo Ngọc Em ăn gì đây? Em ăn hủ tiếu, còn anh? Anh cũng vậy Sau đó thì Đăng quân nói với người bán Bà chủ ơi Cho chúng tôi hai tô hủ tiếu Một tô đừng bỏ lòng nhé Bảo Ngọc không ngờ anh vẫn còn nhớ đến cô không ăn lòng. Như thế chứng tỏ anh chú đáo quan tâm cô từng chi tiết nhỏ nhặt. Nhìn anh cô nở ra nụ cười hạnh phúc. Dáng bình minh trong cô chẳng khác gì một bông hoa khoe sắc giữa dòng nước êm đềm. Thế hai em đợi một lát. Mà hai em muốn gì không? Chỉ có nước rửa tươi, cà phê, sữa đậu nành đây. Bảo Ngọc không đợi anh hỏi mà nói. Em uống đậu nành, Nghe như vậy thì Đăng Quân nói Lê đồ nành và lê cà phê đen nhé bà chủ à, Được rồi có ngay Chưa đến 10 phút thì hủ tiếu và nước uống đã xong Lần đầu ăn trên ghe nên cả hai có một chút bơ ngớ Cứ sợ bị đổ Xong khi ăn thì mùi vị ngon đặc trưng chỉ có ở đây Làm cho cả hai cảm thấy chuyến đi này sân xứng đáng Chiếc ghe lênh đênh trên sông Sóng nhà đánh vào màn thuyền làm cho nó lắc lư. Tàu ghe nhộn nhịp cùng với những tiếng sao ngọt ngào phía xa tạo nên một bầu không khí náo nhiệt, sân xá và vô cùng đặc biệt. Sau khi ăn xong thì cả hai lại tiếp tục kêu người chở đưa mình đi tiếp để tham quan. Bảo Ngọc chọn mua được ít trái cây tươi để làm quà cho gia đình. Khi quay trở vào đất liền thì đã là buổi trưa. Đăng quân lái xe về lại khách sạn. Lúc này thì anh hỏi Bây giờ mình về thành phố luôn hay là em còn muốn đi đâu chơi nữa không? bảo ngọc thì sao cũng được cô chỉ lo cho anh bởi vì người lái xe sẽ mệt hơn đi chơi hai ngày cô cũng cảm thấy đủ để dịp khác cô sẽ ghé lại nơi này sau thôi em không đi nữa đâu bây giờ về khách sạn nghỉ ngơi một lát rồi mình về lại thành phố anh nhé đăng quân nghe theo ý của cô ừ như vậy cũng được về đến khách sạn bảo ngọc để túi trái cây lên bàn rồi đem đồ đi tắm đi chơi từ sáng đến bây giờ cô cũng hơi mệt rồi em đi tắm nhé ừ lúc này đăng quân ngồi xuống ghế thì lại có cuộc gọi đến nhìn đến thì là số của ông phát ngày hôm qua anh mới gọi hỏi về nội thất đã đến đâu để kịp tân xa nhà bà hương chắc là bây giờ ông gọi để nói đến việc đó con nghe đi chú nội thất mà con gửi bên chú đã làm xong rồi nhé ôi nhanh vậy à chú Mấy cái đó đơn giản mà con Thở bên chỗ tập trung làm vài ngày Thì cũng xong ngay Đăng quân nghe đến đây Thì cảm thấy hơi lạ Yêu cầu của bà Hương đối với đồ nội thân của mình Rất cầu kỳ tinh xảo Anh đang lo làm không kịp ngày tân xa ấy thế mà mới đây Bên ông Phát đã hoàn thành trước dự kiến Anh còn Đang đoán chắc là phải cả tháng nữa mới xong ấy. À, chú ơi Chú gửi quay mail cho con xem được không ạ à? Được rồi chú gửi ngay để con kiểm tra email nhé Dạ vâng Đăng quân tắt điện thoại rồi lấy máy tính mở lên Vào hộp thư đến của email Thì nhận được một email đến từ ông Phát Anh mở ra xem ngay Khi nhìn vào những hình ảnh nội thất Mà ông Phát gửi Đăng quân sửng sốt Ờ Đây đâu phải là bản vé thiết kế mình yêu cầu Bảo Ngọc đã tắm xong Cô mở cửa đi từ phòng tắm ra Vô tình nghe đăng quân nói nên hỏi Um, có chuyện gì với anh Đăng quân nhìn đến bảo ngầm Rồi sau đó hỏi ngay Em à Hôm trước anh bảo em gửi bàn thiết kế Cho bên xưởng chỗ phát Em đã lấy gửi đúng rồi chứ Dạ vâng Em nghe theo anh đến phòng thiết kế lấy Rồi mang đi gửi ngay mà um, Có chuyện gì à anh um, Không có gì đâu Chắc là bên chỗ phát có nhầm lẫn Để anh gọi lại hỏi chú xem sao Thế là Đăng Quân lấy điện thoại gọi lại cho ông Phát rất nhanh bên kia Ông Phát đã nghe máy Thế cháu đã nhận được email chú gửi chưa? Cháu nhận rồi à Nhưng mà chú có nhầm lẫn gì không ạ? À? Ý cháu là sao? Nội thất mà cháu yêu cầu Không phải giống như chú vừa gửi Thế chú làm theo bản vẽ Cháu gửi cơ mà Làm sao nhầm lẫn được? Bây giờ thì đến lượt đăng quân không hiểu gì cả Dường như có gì đó không đúng ở đây Suy nghĩ một lúc anh nói Um, chú à chú gửi lại bản sao thiết kế đó sang cho cháu ngay bây giờ được không ạ à? được rồi cháu đợi đi chú gửi ngay để cháu giữ máy nhé dạ vâng điện thoại vẫn còn kết nối đăng quân nhìn máy tính vẫn đang mở nôn nóng chờ đợi cuối cùng thì không có email gửi đến anh liền mở ra xem khi nhìn vào thì anh mới biết bản thiết kế gửi cho ông phát không đúng với thiết kế mà anh yêu cầu ông phát vẫn còn giữ máy bên kia lên tiếng Sao rồi cháu Chú à Đây không phải là mẫu thiết kế cháu yêu cầu Nhưng mà bên cháu chỉ gửi mỗi bản đó Vì vậy bên chú cứ ra công theo thôi Biết là lỗi của bên mình Hơn nữa người anh nhờ làm là Bảo Ngọc nữa Hiện tại vẫn chưa biết sai ở đâu Anh cũng chưa thể nào khẳng định lỗi do ai Chắc là bên cháu gửi nhầm mà Ở thế đó không phải nội thân cháu yêu cầu à? à phải nhưng mà đó không gấp chú à Đáng lẽ em cái cháu gửi là một bản thiết kế khác Mà vật liệu của nó hoàn toàn bằng gỗ Cái đó cần gấp để kiểm sao cho khách hàng Ông Phát hiểu được sự nghiêm trọng trong chuyện này Làm ăn thì đặt chữ tín lên hàng đầu Nếu không sẽ mất lòng khách thì rất khó làm ăn Vậy bây giờ phải làm sao? Cháu sẽ gửi lại bàn thiết kế đó qua cho chú Mà cháu không biết là có kịp không? Cháu cứ gửi đi Bên chú sẽ cho thợ tăng ca Cố gắng hoàn thành kịp để bàn sao cho khách Cảm ơn chú à Bây giờ cháu không có ở thành phố Để cháu về sẽ gửi qua ngay cho chú Ừ Tới khi nào nhận được chú sẽ cho thợ bắt tay vào Sa công ngay Đăng quần tắt máy Bảo Ngọc từ nãy đến giờ bên cạnh Cũng nghe được cuộc nói chuyện nên hỏi Anh à Bản thiết kế gặp trục trặc gì sao Bản mà em gửi đi Không phải là bản thiết kế anh nói như vậy là sao? Em đã nghe theo anh đến phòng thiết kế để lấy mà. Sao bây giờ lại không đúng? Lúc em đến thì có phải là Hải tránh tay đưa cho em không? Bảo Ngọc nhớ lại. Lúc đó thì Hải nói cô đến bàn tự lấy bởi vì anh ta đang làm sợ việc. Nhưng mà Hải có nói không chắc chắn nên bảo cô xem lại. Nhưng mà cô đã không xem. Như vậy có nghĩa là lối do cô quá sợ xuất. Um, em xin lỗi, sao em đã không xem lại mà cầm rồi gửi đi luôn. Việc quan trọng bây giờ không phải là đổ trách nhiệm cho ai hay là trách cô, mà là phải hoàn thành nội thất để bàn sao cho bà Hương kịp ngày tân gia. Đăng Quân đã hứa trắng, vậy mà bây giờ xảy ra chuyện như vậy. Nếu như không giải quyết thì sẽ ảnh hưởng đến công ty và uy tín của anh. Không sao đâu, anh giải quyết được, em đừng khóc. Bảo Ngọc tự trách tại mình mà làm ảnh hưởng đến anh Vậy nên đã khóc Bây giờ anh nói như vậy càng làm cho cô cảm thấy là mình có lỗi Em thu xếp đồ đi Bây giờ mình về thành phố Gửi bản thiết kế đó sang cho chú Phát Không gửi email được anh Bản phát thảo chi tiết Đều vẽ và ghi trên giấy Nên cũng không thể nào gửi qua email Dạ vâng Đằng quần lau nước mắt cho cô Cũng không quên hôn lên chán cô một cái Thể hiện sự quan tâm của anh Và cho thấy anh không hề trách gì cô cả Rất nhanh thì Bảo Ngọc đã thu dọn đồ xong Cả hai cùng rời khỏi khách sạn Trở lại thành phố ngay Gần 3 giờ đồng hồ Thì Đăng Quân đã lái xe về đến Sài Gòn Do công việc gấp Nên anh lái thẳng đến công ty Bảo Ngọc cũng theo anh đi Trước đó thì Đăng Quân đã gọi cho Hải đến công ty Bởi vì là chủ nhật Vậy nên nhân viên đều nghỉ sau khi đã đổ xe xong thì anh cùng với Bảo Ngọc lên thẳng phòng thiết kế. Hải đang ở phòng trò. Ngày nghỉ nhưng mà anh không đi đâu cả. Lốm sáng đành rủ hoa đi chơi. Nhưng mà cô Bảo mệt vậy nên đã từ chối. Vì thế, Hải cũng mất tâm trạng nên ở phòng trò. Vừa ngồi dậy đánh sang ngoài ăn cơm chiều thì nhận được cuộc gọi của Đăng Quân. Không nói gì nhiều, chỉ bảo anh đến công ty ngay. Hải đoán chắc là có chuyện gì rồi. Bởi vì hôm nay là ngày nghỉ, không đoán mò đoán non nữa. Hải nhanh chóng thay đồ rồi dẫn xe ra khỏi phòng trò để chạy đến công ty. Ở trong phòng thiết kế đợi gần nửa tiếng mà Hải không thấy ai cả. Đành gọi hỏi đăng quân thì cửa phòng mở ra. Anh cùng với Bảo Ngọc đi vào. Hải nhìn thấy cả hai đi cùng thì trong đầu đã có câu trả lời. Nhưng mà làm như không có gì sau đó hỏi. Xếp gọi em đến có gì không? vì sao hôm trước tôi bảo thư ký đến lấy bản thiết kế gửi cho sưởng gia công anh lại không xem ký như vậy số bây giờ gây nên sự nhầm lẫn vừa nghe xong thì hải đã biết lý do cuộc gọi lúc nãy hải thầm nghĩ lần này bảo ngọc sẽ không xong vì hải cho rằng đây không phải là lỗi của mình qua chuyện này có thể bảo ngọc sẽ bị đuổi điều này sẽ khiến cho hoa vui vẻ em đã nói thư ký của sếp lấy xuống em để trên bàn kề bên có bản thiết kế khác nên em đã bảo là xem lại cẩn thận Vì sao bây giờ xếp lại trách em Nhưng mà đó là công việc của anh Anh phải có trách nhiệm Để bây giờ Nếu như làm không kịp bàn sao cho khách hàng Sẽ ảnh hưởng đến công ty của mình đấy Anh biết không Do em đang giờ việc Mới nhớ có Bảo Ngọc lấy Em đã dặn xem lại cơ mà Bảo Ngọc biết do mình sơ ý về nên khều tay của Đăng Quân Đây là do em Đừng trách anh ấy nữa Đằng Quân biến từ trước đến giờ thì Hải rất thận trọng với những việc này. Và lại Thành cũng đã nói đơn hàng này quan trọng phải vẽ gớm để xa công. Vậy mà khi Bảo Ngọc đến lấy thì lại hơi hợt vô tâm nên mới xa cỡ sự như vậy. Bây giờ anh đưa bản thiết kế đó cho tôi để tôi gửi cho xưởng Mong là kịp hoàn thành để sao cho khách hàng. Hải đi đến bàn làm việc rồi sau đó đưa cho đằng quân. Đây xếp bà. Đăng quân nhận lấy run kinh nghiệm anh mở ra xem Thì đúng là bản vẽ thiết kế mà anh cần Xong việc rồi Anh có thể về Dạ vâng vậy thì em xin phép Hai giờ đi trước Lúc này chỉ còn Đăng quân và Bảo Ngọc Ở trong phòng cô nói Em xin lỗi Việc quan trọng như vậy mà em lại không cần trọng xem xét Em không cần xin lỗi Bây giờ Thanh đi gửi cho chú Phát ngay Mong rằng sẽ kịp mà nếu như không kịp thì có sao không anh? Thật sự không kịp thì anh sẽ nói với cô Hương Bởi vì nội thất này đồ khó rất cao Khi gửi thì anh còn sợ không kịp Mà sự nhầm lẫn này làm chậm chế thêm nữa Tất cả đều tại em ấy Dù trong lòng rất lo lắng Nhưng mà Đăng quân cũng cười để cho Bảo Ngọc yên tâm Không tự trách nữa Anh đã nói không sao rồi cơ mà nếu như em mở ra xem lại thì đâu có chuyện này Em cảm thấy mình vô dụng quá Lại đem lại phiền phức cho anh ấy Ngoan nào Anh giải quyết được mà Xem như đây là bài học để em rút kinh nghiệm đi Đăng quân ôm Bảo Ngọc vào lòng an ủi Từ ngoài cánh cửa có ánh mắt nhìn vào Thì đã thấy tất cả Hải không về mà nán lại Chỉ muốn xem hai người Có thật là mối quan hệ tình cảm với nhau không Bây giờ nhìn thấy như vậy thì đã chắc chắn Với Hải Ai yêu ai thì anh không để ý làm gì Nhưng mà đây là chuyện dùng tình cảm vào công việc Hải không chấp nhận Hơn nữa một phần liên quan đến Hoa Vốn tưởng sơ ý trong việc người bàn thiết kế Thì Bảo Ngọc sẽ bị trách phạt Vậy nhưng ngược lại Không bị gì Lại còn được xếp an ủi ôm ấp như thế Nghĩ đến Hoa có năng lực cố gắng làm Nhưng mà lại về tình cảm Mà Đăng Quân chuyển Hoa sang bộ phận khác Đã khiến cho Hải thay đổi cách nghĩ về anh sau đó thì Hải rất nhanh rời đi để không bị phát hiện. Đăng quân đưa Bảo Ngọc về đến cổng nhà cô thì sừng xe lại. Em vào nhà đi. Đừng lo gì cả. Cứ để đó anh giải quyết. Chắc là anh phải đi sang ngoài Sa lai một chuyến. Anh đi bây giờ luôn à? Ừ. Anh muốn gặp trực tiếp chú phát để thảo luận cho dễ. Nếu như không có gì nữa thì ngày mai anh về. Để em đi cùng anh nhé. Thôi, em mệt thì cứ ở nhà mà nghỉ đi. Anh đi rồi sẽ về sớm. Bảo Ngọc muốn đi theo đăng quân. Nhưng anh đã nói như vậy cô đành nghe theo. Và lại thì cô cũng không muốn gây rắc rối cho anh nữa. Vì cô mà anh đã phải khôn đốn. Vừa từ Cần Thơ về bây giờ lại phải đi xa xa lai ngay. Cô chỉ mong mọi chuyện thuận lợi. anh đi cẩn thận nhé. Có gì thì gọi cho em biết. Anh biết rồi. Em vào nhà đi. Bảo Ngọc mở cửa xe bước ra Chưa kịp đóng lại thì Đăng Quân đã nói Đợi anh một lát Có gì anh? Đăng Quân nhích người sang ghế cô Đưa tay lên sau gái rồi đặt lên môi cô nổ hôn Cứ đánh hôn cô một cái rồi thôi Nhưng mà cứ nghĩ đến phải xa cô Không được nhìn thấy cô trong hai ngày tới Thì Đăng Quân không kiềm được Mà hôn càng cuồng nhiệt Cả hai xây dựng một lúc thì mới rời nhau Bào ngọc lúc nãy đành để anh xa về trước cổng nhà sợ ai đó nhìn thấy. Nhưng mà anh quá mạnh mẽ, làm cho cô không thể dứt xa. Lúc này cô mới nói. Anh ngủ thật đấy. Nhớ đâu người nhà em nhìn thấy thì sao? Thì mình công khai thôi. Sớm muộn thì anh cũng sang hỏi cưới em cơ mà. Bào ngọc ngay xong thì mắc cớ. Cái gì? Ai lấy anh đâu mà cưới? Ở không lấy anh vậy em đành ở xã sao Thì em lấy người khác nếu như em muốn lấy ai khác trừ khi bước qua xác anh em chỉ có thể làm vợ anh thôi tôi không biết ai nói với anh là ừ, chú cháu thích lấy chồng em đấy đã thích lại còn ngài bao ngọc chỉ muốn đùa anh ai nào ngờ đâu bị anh nói là như vậy cô xấu hổ đến đỏ cả mặt thôi thôi không nói với anh nữa em vào nhà đây Đăng Quân nhìn sáng vẻ đó của cô thì bật cười Anh biết Cô người yêu của mình sao mặt mỏng Mắc cỡ vậy nên muốn trốn đi mà Được rồi Em vào nghỉ ngơi đi Ngày mai em muốn đi làm thì đi Không thể ở nhà cũng được Bởi vì anh không có ở công ty đâu Em biết rồi Mà anh có ghé vào nhà không vậy Anh về nói mẹ một tiếng Rồi lấy đồ đi ngay Dạ vâng ạ à, um, Anh nhớ ăn uống chút gì rồi hãy đi nhá Bảo Ngọc với tay với anh rồi đến cổng nhấn chuông. Rất nhanh người làm đã đi xa mở cửa. Khi cô vào trong rồi thì đang Quân mới lái xe về phía cổng nhà anh. Lúc này từ trên cao xa Bảo đang nhìn xuống. Hôm nay anh trở ở nhà. Hôm qua uống nhiều có hơi mệt. Thêm cả lời nói của sư cô ở chùa làm anh suy nghĩ rất nhiều. Đúng là rượu không giải quyết được chuyện gì cả. Sau khi tỉnh lại thì đâu lại vào đó. Không có chút gì thay đổi mà từ hôm đưa thủy về thì không thấy cô gọi làm phiền nữa sa bảo lấy làm vui bởi vì có thể thủy đối với anh đã chán vì đối với cô anh chẳng khác nào một món đồ chơi để tiêu khiển những người nhà giàu được cưng chiều thường có những suy nghĩ khác người ban đầu khi thích gì đó thì muốn cho bằng được sau đó chán rồi thì đến nhìn cũng không thèm nhìn sa bảo cho rằng thủy đối với mình cũng giống như vậy ngồi làm việc một lúc nên sa bảo đứng lên đành xa ban công hóng mát Lúc này là buổi chiều Vô tình anh thấy có chiếc xe đổ trước cổng nhà Đang suy nghĩ không biết là của ai Thì lại thấy Bảo Ngọc từ trên xe bước xuống Chưa kịp vui mừng Khi thấy cô thì xa Bảo lại chứng kiến Hình ảnh người đàn ông trong xe hôn cô Giờ phút này còn điều gì đau đớn hơn Khi tận mắt nhìn thấy Người mà mình yêu Thân mật với người khác Sa Bảo còn không biết đó là ai Thì lại thấy chiếc xe dừng lại trước cổng nhà hàng xóm rồi sau đó lái thẳng vào trong Bây giờ Thanh mới hiểu vì sao Từ khi chủ nhà dọn đến Thì Bảo Ngọc lại cứ hay sang đó Rồi lại còn nói với anh và ông Tường Chuyển sách đồ đến sát với hàng rào nhà bên đấy Tất cả đều vì người đàn ông Sống trong ngôi nhà đó sao Tình yêu thầm kín Nhiều năm dành cho em gái Đành bày tỏ Thì giờ đây đã muộn khi đã bị người khác cướp mất Gia Bảo đau khổ Bàn tay đặt lên thành lan can Bỗng nhìn xiết chặt lại Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyền ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi khép lại tập truyền này thì chúng ta có thể thấy là trong tương lai, không sớm thì muộn gì cũng sẽ có một màn đấu đá giữa hai người đàn ông xảy ra thôi. Giờ đây thì sao Bảo đã biết được sự thật người trong lòng của Bảo Ngọc là ai rồi? Hóa ra, xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt lại chính là người hàng xóm, nhà kế bên. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem ở những tập truyền kế tiếp thì sẽ có những điều bất ngờ nào xảy đến nhé. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 12 giờ những buổi trưa tiếp theo trên kênh Chỉ Sậu. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyền hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Sậu nhé. Ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trợ Thành nữa. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui nhé.